Công an chạm trán chị đại quận tư trên phường, biểu cảm nói thay lời dân mạng, còn muốn quậy đến bao giờ? Hình ảnh chị đại quận tư xuất hiện tại cửa công an quận tư thành phố Hồ Chí Minh đang được lan truyền trên nhiều diễn đàn. Theo chia sẻ của người đăng tải, chưa rõ vì lý do gì, người phụ nữ này lại xuất hiện tại trụ sở công an với gương mặt khá căng thẳng, đi cùng vẫn là cô con gái nhỏ. Giống như bao lần khác, chị đại vẫn không đeo khẩu trang. Có vẻ như dân tình quá quen với những lần ngầm bỉ của người phụ nữ này trong suốt mùa dịch, nên lần này được chú ý hơn cả là thái độ của đồng chí công an kế bên. Chị đại quận tư tái xuất tại trụ sở công an quận tư chống nạnh tay đôi với công an nhưng vẫn không đeo khẩu trang. Khuôn mặt có phần ngao ngán, bất lực khi đối diện với người nổi tiếng hay gây rối của lực lượng chức năng khiến ai nấy vừa thương vừa buồn cười. Có vài bình luận hài hước cho rằng có lẽ do gặp chị đại quá nhiều lần rồi nên đồng chí không buồn đôi co lại. Chưa rõ vì lý do gì người phụ nữ lại một lần nữa tới đồn, nhưng đến chính dân mạng cũng quá chán với tần suất xuất hiện dày đặc, đầy tiêu cực của đối tượng. Dưới bài chia sẻ, hàng trăm bình luận chỉ trích, thậm chí mong muốn gia đình sẽ có biện pháp ngăn chặn việc quấy rối của chị đại quận tư. Trước đó, vào ngày 30 tháng 9, đoạn clip người đầy tới trụ sở công an chửi bới ầm ĩ khiến dân mạng bất bình. Mong gia đình với công an có cách giải quyết nào nặng hơn, chứ cứ như này mãi sao được, hết lần này đến lần khác mà vẫn không chừa. Mình chỉ thấy thương đứa con gái, khổ thân suốt ngày phải đi theo mẹ, mà toàn chứng kiến mẹ vi phạm với cải sai. Thậm chí còn phải nghe toàn những lời không hay, sợ ảnh hưởng tới bé. Thôi chán lắm rồi nhé, rồi giờ chị đại muốn cái gì, muốn gì thì cũng đeo cái khẩu trang vào, chẳng hiểu sao không bao giờ chịu đeo, anh công an phải quay mặt đi, không muốn nói chuyện luôn. Đi về ăn cơm. Tụi má tao mắc chóc thì tao mới về xe của tao, chưa có lấy mà mắc chóc tao mới lấy về. Tụi bay ăn ngang nói buồn như vậy. Hả? Đi về đây, nói ăn cơm vậy. Má thiệt chứ. Nói gì ăn? Lịch sự hả? Nếu mà lịch sự thì đừng có bắt tao về. Nói chuyện đàng hoàng. Tụi má bắt tao về mà tụi má nói chuyện mà đéo lại tao mà cứ làm đó. Nè, lịch sự. Mình đẹp, mình lịch sự, nói chuyện đàng hoàng. Tao nói cho mày nghe nha. Lịch sự, nói chuyện đàng hoàng không mày tao, lịch sự. Bây giờ tôi nói cho mày biết. Rồi, nghe. Rồi. Chị đại quận tư tái xuất, chở theo con gái đeo khẩu trang, nhưng lại quên một thứ. Chị đại quận tư là biệt danh mà dân mạng đặt cho một phụ nữ ở quận tư nhẵn mặt với lực lượng chức năng. Suốt đợt dịch Covid-19 căng thẳng, người phụ nữ này liên tục dắt con gái ra ngoài đường, khi đi bộ, lúc lại đi xe máy, nhưng thường không đeo khẩu trang và chống đối gay gắt với lực lượng chức năng. Một giây cho tôi coi. Một giây thì nói được con gì? Chị nói nghe coi. Đeo khẩu trang vô. Còn đeo khẩu trang vô một giây hả? Chị là cái gì mà chị cấm tôi đeo? Không đeo, tôi đeo. Không đeo á. Còn không đeo đúng không? Nè, tôi nói cho chị biết. Ủa làm gì? Con của tôi chị có quyền gì? Tôi nói thẳng luôn, con của tôi chị có quyền gì? Tôi mời ra xe. Mời ra xe, khi nào tôi có lấy xe tôi rồi thì tôi đi về. Chiều ngày 29 tháng 9, dân mạng lại chụp được hình ảnh chị đại quận tư chở con gái trên chiếc xe máy quen thuộc, đang đứng đợi đèn đỏ. Đáng nói là thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang áp dụng chỉ thị 16 cộng, giãn cách xã hội ở mức độ cao và khuyến cáo người dân tuân thủ các quy định phòng chống dịch, không ra đường trong trường hợp không cần thiết. Hình ảnh của chị đại quận tư khiến ai nấy thở dài ngao ngắn. Đáng trách nhất là người phụ nữ này cùng con gái không tuân thủ quy định đội mũ bảo hiểm dù đang lưu thông trên đường. Cái gì tay chiếc xe của tôi á, mà nếu mà không có đúng như những gì mà chị đã nói á, thì lúc đó là không có chứng minh được cái gì làm hết. Thì tao đã giữ xe tôi được, còn cái này là không có nói. Mẹ đây! Sóc nách đèn đài đi với nãy hai chị. Rồi, bây giờ nói một con xuống nè. Mẹ đó, không có nhà đi. Con nhà nó ngồi đi, không có nhà đi đâu hết trơn. Tôi nhỏ, không ai dám làm gì con, có biết đâu. Tại vì cái việc của con làm gì sẽ ảnh hưởng đến con, còn mẹ đã làm những chuyện như vậy là đã sai rồi. Còn càng ngày càng sai hơn nữa, sai là càng bị biết sai rồi. Biết sai rồi. Không sai, chứ không có sai. Rồi, bây giờ... Tôi sai sai cái gì? Càng ngày càng có đáng. Chị đại quận tư tên thật là NTD, sinh năm 1988, sống cùng con gái tại quận tư thành phố Hồ Chí Minh. Sau nhiều lần bị xử phạt hành chính 17 triệu đồng, cưỡng chế giữ xe và các lực lượng chức năng 5 lần 7 lượt nhắc nhở, người phụ nữ này đã nhớ đeo khẩu trang. Xong rồi. Anh ơi, tôi nói cho em nghe một lần vậy nha. Mình giải xử không? Tiền hồn. Ôi, sao vậy? Con ma mà đồ con má rồi. Sao vậy? Sốc có đèn ra. Rồi, sốc đi. Nhanh lên. Đi ra xe đi. Bỏ tay ra đây. Rồi.
Mày nói cái gì? Dạ. Tại sao tụi mày ác quá vậy hả? Dạ. Tao làm cái gì? Dạ. Ngô! Đụng má tao cho mày làm mẹ lắm. Vô ngồi đi. Lên ngồi luôn đi. Lên trên tao. Ngồi, rồi, rồi đi. Bị cưỡng chế xử lý vi phạm, chị Đại quận Tư tiếp tục trả treo đầy ngang ngực. Cứ kêu đi xét nghiệm trong khi không có bệnh thì sao người ta nghe? Vào chiều ngày 31 tháng 8, người phụ nữ được biết đến với cái tên chị Đại quận Tư do vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh đã một lần nữa bị lực lượng chức năng cưỡng chế đưa về cơ quan để xử lý vi phạm. Tại đây, người phụ nữ này tiếp tục có những màn cự cãi đôi co cùng lực lượng chức năng về việc làm của mình và nhất quyết không nhận sai. Theo như lời người phụ nữ, cô ra đường là để mua đồ cho con, dù đã được giải thích rằng phải có giấy xét nghiệm cũng như lý do chính đáng để ra đường, nhưng người này vẫn kiên quyết cho rằng mình không có bệnh và cũng không cần bất cứ loại giấy tờ xét nghiệm nào. Giờ tôi không muốn xét nghiệm là vì tôi cảm thấy không mệt, nãy giờ tôi ngồi nói chuyện với anh là tôi đủ hiểu. Nếu mà nãy giờ tôi mệt là tôi không thể ngồi nói chuyện với anh, tôi cảm thấy tôi có bệnh thì tôi phải nằm ở nhà, anh có thấy ai bệnh mà đi ra đường một mình không? Người phụ nữ nói chuyện một cách khá gay gắt, đỏ mặt bừng tay, lấy ra những lý lẽ để chứng minh việc lực lượng chức năng bắt ép mình xét nghiệm là sai. Trong khi người ta không có bệnh mà bắt ép người ta đi xét nghiệm là phải vào bệnh viện mở ra bao lâu nay, ai mệt mỏi thì vào trong đó chứ ai bắt ép làm gì. Người ta nói sức khỏe bảo đảm thì thôi, mệt thì kêu uống thuốc là hết chứ có gì đâu, giờ cứ kêu đi xét nghiệm trong khi không có bệnh như vậy thì sao người ta nghe theo. Dù một người phụ nữ khác ở đó cũng đã lên tiếng thuyết phục nhưng lập tức bị gạt phăng. Thậm chí khi lực lượng chức năng đã hạ giọng khuyên chị nên nghe lời thì người này lại càng lấn lướt. Anh đừng có nói từ nghe lời ở đây, pháp luật không có quy định là liên quan đến bảo vệ sức khỏe. Bảo vệ sức khỏe là của y tế, mà y tế là bệnh viện, mà bệnh viện thì ai có bệnh mới lên trên đó khám bệnh. Sau khi được lực lượng chức năng thuyết phục vào bệnh viện để xét nghiệm, người này muốn tự đi. Nhưng khi nhận được phản hồi là cưỡng chế chứ không phải tự đi, là người này lại cho rằng hành động này của lực lượng chức năng là đang bắt ép một người phụ nữ như mình. Bắt ép như vậy làm sao nói được tôi, vậy tôi không chấp nhận nghe theo, anh không thể làm vậy với một người phụ nữ được. Đoạn video chị Đại quận Tư tiếp tục trả treo với cơ quan chức năng như trên, ngay sau khi đăng tải đã nhận được rất nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Đa phần đều rất bức xúc trước sự ngoan cố của người phụ nữ này. Cũng có nhiều người đưa ra ý kiến cần có những biện pháp xử lý mạnh tay và gay gắt hơn với những đối tượng vi phạm nhiều lần, chứ không chỉ dừng lại ở việc xử lý vi phạm hành chính và nhắc nhở như hiện tại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất.